Những trái nho chỉ to bằng đầu đũa, mọng nước, căng tròn. Những người nông dân, dân tộc Chăm ở Ninh Sơn, Ninh Thuận gọi đây là giống nho rượu. Ông Vương, người đầu tiên học cách trồng và phát triển giống nho này. Là mình thu được là 25 triệu cho một sào, trong đó là có 3 vụ trong một năm. Là nhân là thấy ra là 75 triệu cho một sào. So nho ăn trái, một năm thì thu có một mùa chín thôi. Mà hai nữa là cái đầu ra nó không ổn định so với nho rượu. Chỉ vài sào thử nghiệm lúc ban đầu, đến nay ông Vương đã có 1 hectare nho rượu, thu về trên 700 triệu mỗi năm. Cho cái nho này với nho đỏ, với vàng hàng rào, cái này là nó giảm đi 50% theo cái chi phí đầu tư. Và hơn nữa là cái khâu, phần khâu nước á, là nó rất ít, rồi cái khâu thu hoạch đầu ra rất ổn định. Em bán cho công ty Ladofood ở Đà Lạt. Đây là chương trình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm sạch từ nguyên liệu đến sản phẩm đầu ra. Thì công ty sẽ đầu tư những cái hạ tầng ban đầu, ví dụ như là hàng rào, là cây giống, là chế độ chăm sóc, là phân bón, trong thời gian từ 2 đến 3 năm để người dân quen với việc canh tác nho rượu. Và một đặc điểm nữa là công ty sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho người dân. Hiệu quả từ cách làm của gia đình ông Vương, đến nay đã có hàng chục hộ đồng bào dân tộc Chăm tại Ninh Thuận tìm hiểu, học hỏi cách làm từ cây trồng giống mới này nhằm cung ứng nguồn nguyên liệu cho một loại rượu vang nổi tiếng.